Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 10, kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh cuối năm 2013 đã khép lại với rất nhiều nội dung, rất nhiều vấn đề đã đặt ra cần sự giải quyết của các cấp, ngành, địa phương. Tuy nhiên, tổ chức thực hiện, chỉ đạo giám sát thực hiện như thế nào sau mỗi kỳ họp lại là vấn đề cần được quan tâm nhiều hơn. Chuyên mục đối thoại với cử tri hôm nay sẽ là cuộc trao đổi giữa chúng tôi với ông Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh xung quanh vấn đề này. Xin chào ông ạ. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Thưa ông, kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối năm và hết sức quan trọng của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã kết thúc. Vậy ông đánh giá như thế nào về kết quả kỳ họp này ạ? Kỳ họp thứ 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phát huy cao cái trí tuệ và trách nhiệm để xem xét đánh giá cái nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2013 gắn với dự báo thời gian tới và đề ra được một cách đúng đắn nhiệm vụ của năm 2014. Tại kỳ họp cũng đã thông qua 20 nghị quyết quan trọng về kinh tế xã hội và một số lĩnh vực khác liên quan một cách có chất lượng. Dù còn những cái điểm mà chúng ta phải rút kinh nghiệm, nhưng mà nhìn tổng thể thì cái việc tổ chức cho kỳ họp, về xây dựng nội dung chương trình của kỳ họp, điều hành của kỳ họp và thực hiện nhiệm vụ của đại biểu trong kỳ họp là có chất lượng và có nhiều tiến bộ. Vâng. Ở một số kỳ họp trước thì rất nhiều cử tri cho rằng các cái phiên chất vấn và trả lời chất vấn nội dung được đông đảo cử tri và rất nhiều đại biểu trông chờ nhất thì lại chưa thực sự nóng, chưa hiệu quả do nhiều nguyên nhân ạ. Vậy thì tại kỳ họp này chúng ta đã khắc phục được những cái tồn tại hạn chế đó chưa thưa ông? Điều này thì còn phải có cái sự quan tâm thường xuyên và lâu dài. Nhưng mà cái việc chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 10 có rất nhiều ưu điểm. Đó là đã bám sát cái ý kiến của cử tri, ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh để chọn ra được vấn đề thực sự nóng để đưa vào chất vấn. Và trong quá trình chất vấn thì phát huy được cái trách nhiệm của đại biểu. Rất nhiều đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, đi thẳng vào vấn đề chất vấn và đặc biệt là đã xuất hiện cái xu hướng tranh luận, xu hướng truy vấn để làm rõ vấn đề và làm rõ trách nhiệm, đã phát huy được cái tính dân chủ, được cái sôi nổi, tính trách nhiệm và công khai trong cái quá trình chất vấn và trả lời chất vấn. Thông qua chất vấn và trả lời chất vấn thì Ủy ban Nhân dân tỉnh, rồi Sở Xây dựng, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Công Thương, bên cạnh những cố gắng của mình đã thấy được cái trách nhiệm và cái giải pháp rõ hơn trong cái việc thực hiện những cái vấn đề chất vấn nêu lên trong cái thời gian tới. Trước mỗi kỳ họp thì Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh được tập hợp được rất nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri gửi lên ạ. Tuy nhiên một số ý kiến cho rằng thì thời gian dành cho chất vấn và số lượng chất vấn đề đưa ra chất vấn trực tiếp còn quá ít so với yêu cầu. Ông nghĩ sao về vấn đề này ạ? Đúng là thời gian dành cho chất vấn và trả lời chất vấn một buổi rưỡi thì chưa thể đáp ứng hết được những nguyện vọng của cử tri. Nhưng mà cái khuôn khổ của thời gian cho cái kỳ họp cũng có hạn, còn phải giải quyết những cái vấn đề khác. Từ cái nhận thức đó cho nên là đối với những cái vấn đề nổi cộm bức xúc được cử tri nêu lên thì thời gian tới Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục tích cực khảo sát, giám sát, đôn đốc cái trách nhiệm thực hiện của các cái cơ quan liên quan và tiếp tục xem xét những cái vấn đề nổi cộm bức xúc để rồi lựa chọn đưa vào các cái kỳ chất vấn sắp tới. Chúng ta quay lại với cái vấn đề chất lượng và hiệu quả của các cái phiên chất vấn ạ. Chất vấn rồi, giải trình rồi, hứa rồi, nhưng mà thực hiện lời hứa đó như thế nào đó mới là vấn đề cử tri mong đợi ạ. Vậy thì Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh có giải pháp nào cho vấn đề này ạ? Điểm mới của hai kỳ họp gần đây là Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành cái thông báo kết luận sau chất vấn và trả lời chất vấn để thực hiện. Sau chất vấn thì Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh rất là chú trọng cái việc khảo sát, giám sát, đôn đốc cái việc thực hiện lời hứa trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn và đồng thời thực hiện cái kết luận sau chất vấn và trả lời chất vấn của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thưa ông, sau mỗi kỳ họp thì thường có đến trên dưới 20 nghị quyết được ban hành ạ. Như kỳ họp vừa qua, kỳ họp thứ 10 thì Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã thông qua đến 20 nghị quyết. Các nghị quyết thì cũng đã được thảo luận xây dựng rất là kỹ lưỡng ạ. Thế nhưng hiệu quả, sức sống của các nghị quyết như thế trong thực tiễn như thế nào thưa ông? Chúng ta có sàng lọc và thẩm định thường xuyên các nghị quyết này nhé. Năm 2013 thì trong một cái bối cảnh cũng rất nhiều khó khăn, có cái khó khăn chung nhưng mà cũng có những cái khó khăn riêng của tỉnh. Tuy nhiên nhìn lại năm 2013 thì Hội đồng Nhân dân tỉnh để đánh giá cũng là một cái năm là đạt được những cái kết quả to lớn và quan trọng của tỉnh ta.
có được cái kết quả đó là nhờ sự nỗ lực rất là lớn của hệ thống chính trị, của các cái tầng lớp nhân dân, nhưng mà cũng phản ánh là cái kết quả của cái quá trình ban hành và thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đương nhiên cũng có một số cái nghị quyết đời sống của nó không dài lắm, nguyên nhân chủ yếu là do cái nguồn lực thực hiện bất cập. Chính vì thế cho nên là thời gian tới thì Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ấy sẽ rất chú ý cái nâng cao cái chất lượng thẩm tra các cái tờ trình để ban hành nghị quyết, để đảm bảo có được cái nghị quyết cho nó phù hợp. Đồng thời cũng rất là chú trọng cái việc lấy cái ý kiến của đối tượng thụ hưởng, đối tượng tác động trong cái quá trình xây dựng nghị quyết, và tiếp tục làm tốt hơn cái việc ra soát ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhiều người cho rằng kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa qua là một kỳ họp thành công ạ. Vậy thì Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh có rút ra được những cái kinh nghiệm, bài học như thế nào trong chỉ đạo điều hành tổ chức các kỳ họp trong thời gian tới hay không? Kinh nghiệm thì có nhiều, nhưng tôi nghĩ có một số vấn đề cần lưu ý hơn. Đó là phải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh, với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, phải phát huy vai trò của các ban, các tổ đại biểu hội đồng và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong quá trình chuẩn bị cho kỳ họp. Và phải chú ý là đôn đốc chuẩn bị các cái tài liệu có chất lượng và gửi sớm cho các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh để nghiên cứu. Đồng thời thì cũng phải xây dựng được một cái chương trình nội dung thật sự khoa học, phân công rõ ràng trong cái việc điều hành kỳ họp, và phải phát huy cao được cái dân chủ, được cái trí tuệ, được cái trách nhiệm trong cái quá trình diễn ra kỳ họp, và cũng phải coi trọng cái công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Xin cảm ơn chị. Chuyên mục đối thoại với cử tri hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục đối thoại với cử tri được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mọi thắc mắc của cử tri xin gửi về địa chỉ đối thoại với cử tri ntv@